Thưa quý vị và các bạn, cơ quan khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, vùng mây đối lưu vẫn đang phát triển mạnh trên khu vực tỉnh Lào Cai, gây mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đặc biệt ở khu vực thành phố Lào Cai, các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên và thị xã Sapa. Vì vậy, chính quyền và người dân các địa phương trong tâm mưa cần đề phòng dạng thiên tai này. Được dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì cho đến hết tuần, vậy nên người dân và du khách cần có kế hoạch chủ động công việc cũng như kế hoạch tham quan trải nghiệm dịp cuối tuần. Sau đây chúng tôi sẽ thông tin thời tiết cụ thể cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.